Quý vị đã nhìn thấy trên màn hình là Phan Thanh Hậu, 28 tuổi, cùng với đồng phạm đã đột nhập vào một nhà kho lấy trộm 19 bộ pin, 4 bộ sạc máy bay phun thuốc nông nghiệp trị giá gần 1 tỷ đồng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, khiến nhiều người bức xúc. Sau đó, Hậu và Nguyễn Vũ Linh, 31 tuổi, cùng ngủ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự về tội trộm các tài sản. Theo cơ quan chức năng, hai đối tượng này đã có tiền án về tội này và tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 9 tháng 6, Nguyễn Vũ Linh, 31 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chạy xe máy chở Phan Thanh Hậu, 28 tuổi, đến kho của công ty cổ phần Quảng Nông Xanh thuộc tập đoàn Lộc Trời ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để trộm cắp tài sản. Hai nữ tượng đột nhập vào trong kho, lấy trộm 19 cục pin T30 và 4 bộ sạc dùng cho máy bay sự thuốc nông nghiệp trị giá trên 850 triệu đồng. Sau đó cả hai đem tài sản trộm được về nhà Linh cất giấu và nhờ bạn bán 6 cục pin cùng một bộ sạc được 96 triệu đồng. Nhân viên công ty phát hiện mất trộm đã đến công an huyện Tri Tôn trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang nhanh chóng bắt giữ hậu Gia Linh. Ban đầu cả hai quanh co chuối cãi, nhưng trước những tài liệu chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Hậu Gia Linh có tiền án về các tội trộm cắp tài sản, và cố ý gây thương tích công an cũng đã thu giữ số pin sạc mà hai đối tượng đã trộm và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định